Xin chào tất cả các bạn, lại là tớ Vinh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tớ. Sau lượt trận cuối cùng vòng 2 của chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Việt Nam ta đã chính thức lọt vào vòng loại thứ 3 vòng loại cuối cùng để đối mặt với toàn bộ các ông lớn trong nền bóng đá của châu Á. Đây là một chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam của thầy Park cũng như toàn bộ các cầu thủ Việt Nam. Dẫu biết có khó khăn nhưng những vòng sắp tới, nhưng chúng ta hãy cứ cố gắng hết sức, vẫn cứ ước mơ để có thể làm nên những điều kỳ diệu không tưởng. Để cho bao con tim thổn thức đam mê yêu thích trái bóng được thêm một lần tự hào vì những người con dân tộc Việt Nam. Bóng đá Việt Nam có được ngày hôm nay ngoài sự cố gắng của các cầu thủ ra, thì chúng ta không thể không nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chúng ta đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong vòng loại sắp tới Việt Nam ta có khả năng sẽ đụng độ đội tuyển Hàn, một trong những đội tuyển bóng đá mạnh nhất châu Á và cũng là quê hương của thầy Park. Vậy khi biết Việt Nam ta cũng đã lọt vào vòng loại cuối cùng giống đội tuyển bóng đá Hàn Quốc, thì dân mạng Hàn đã comment những gì? Hãy cùng tớ tìm hiểu trong video này nhé. Ok, let's go nào. Đã đến lúc huấn luyện viên Park Hang-seo phải dừng lại rồi. Dù có thể không biết trận đấu diễn ra đến đâu thì nó cũng chỉ đến mức độ này thôi. Huấn luyện viên Park đã làm hết sức mình cho Việt Nam. Bóng đá Việt Nam dù có thành tích tốt đến đâu cũng không bao giờ họ cảm ơn bạn. Nhưng nếu ví dụ Việt Nam không vô địch World Cup thì tôi e sợ những loại xúc phạm xấu xa sẽ đến với bạn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm việc rất chăm chỉ. Đến đây nào, hãy rời khỏi đó khi ông còn được vỗ tay tung hô. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã làm rất tốt. Ông đang viết nên một câu chuyện cổ tích mới cho Việt Nam. Tôi tự hào về huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu này của Việt Nam cho thấy lý do tại sao huấn luyện viên Park đừng bao giờ nên bỏ lỡ chúng, nhưng hãy rời đi sau khi nó kết thúc. Nhiệm vụ nhỏ tại Việt Nam đã hoàn thành. Đây có vẻ như là một cơ hội tốt để ông có thể rời đi bây giờ. Tôi đã từng thích Việt Nam, nhưng bây giờ không còn nữa. Thoát rời khỏi Việt Nam đi trước khi quá muộn. Nếu ông còn cố chấp ở lại thì một ngày nào đó ông sẽ bị sỉ nhục và sẽ bị đuổi. Ông đã kiên nhẫn ngay cả khi chúng tôi bảo ông hãy rời đi vì điều này. Bây giờ ông có thể nghỉ rồi đấy. Hãy về với những thành tựu tuyệt vời cùng với Hàn Quốc, cùng với những thành tựu tuyệt vời của chính mình, huấn luyện viên Park Hang-seo. Xin cảm ơn. Chỉ cần rời Việt Nam và dẫn dắt các giải đấu quốc gia khác vậy là đủ. Nhưng bây giờ Hiệp hội Chăn nuôi của Việt Nam đang chỉ lợi dụng ông và luôn hy vọng vào thành tích của ông mang lại. Âu cũng là điều hiển nhiên. Cách xử lý thiếu hiểu biết của người Việt Nam sẽ hủy hoại đi sự chân thành và nỗ lực của huấn luyện viên Park. Họ sẽ chỉ được cảm nhận đúng mức khi ông ấy rời đi, khi mà Việt Nam rơi xuống vực thẳm. Mong cho Việt Nam thua đi. Thế hệ vàng ư? Họ nói rằng họ có thể giành chiến thắng mà không cần Park Hang-seo ư? Giới hạn của chúng mày chỉ đến đây thôi. Ha ha ha, đúng là bọn Việt cộng khốn nạn. Mẹ nội dung của video chỉ là trận đấu giữa UAE và Việt Nam thôi. Mà bọn trẻ trâu Hàn Quốc nó lỡ lòng nào comment mất dạy như thế này. Thế thì em xin chịu rồi, thượng với trả đẳng. Tưởng Hàn Quốc là đất nước phát triển văn minh hiện đại thì tư duy của các bạn trẻ ấy phải khá lên chứ. Đằng này, dẫu biết rằng đất nước nào cũng có người này người kia, nhưng không nghĩ trẻ trâu Hàn Quốc nó tệ thế này. Tớ còn nghe được nhiều vụ bọn YouTuber và báo lá cải Hàn Quốc vì cái lợi trước mắt câu view để xuyên tạc là chúng ta hắt hủi thầy Park, rồi chửi thầy Park không ra gì nếu để Việt Nam thua nữa cơ. Khả năng cao là bọn dân mạng Hàn cũng bị tẩy não vì những video sai thực tế như vậy nhiều rồi. Chắc vì thế đây cũng là những lý do bắt nguồn những lời comment trên. Các bạn trẻ châu Hàn Quốc ơi, làm gì thì làm cũng đừng có xuyên tạc sai thực tế như vậy chứ các bạn. Đang đọc comment để edit video mà đọc đến cái bình luận của các bạn cũng uất ức méo muốn làm luôn. Cay thật sự các bạn à, thôi nghỉ. Không biết có nên làm về nội dung review comment kiểu này nữa không đây, hích hích hích.